Rồi. Đem cơm dẹp đi tiệc nè. Thơm quá. Cái nếp thơm nè. Dừa cũng béo thơm nè. Thơm lắm. Thơm mùi dừa, mùi nếp ngon quá. Múc dĩa ra nè. Bỏ luôn ta. Rồi để nhà ăn. Ok, mời chị. Ngon quá nha. Cơm dẹp, ok. Rồi, một hộp. Hộp thứ hai. Hộp này nữa. Hộp rau câu này nữa.